Dalawa ang soda. Tama. Nining ay quay trở lại để làm video hướng dẫn các bạn cách làm một con bọ canh cam từ xốp. Và đây là cách làm của mình. Em lấy mẹ tí dạ màu đỏ, lấy tí dạ màu vàng nữa, à màu cam. Vâng, lấy cho mẹ tí dạ màu đỏ, tí dạ màu vàng nữa. Lấy xốp cũng được, xốp nữa cái túi đó. Màu vàng. Đây đây. Dạ. Chưa về à? Bác nào ạ?
Sáng những cái luôn dễ mà sao định làm quà với mẹ ngay thì đúng chuyện chi chuyện này gì cái được gì ý hướng dẫn xong cho các bạn cách làm một con ngọ và thanh cam từ sốt và video tới đây là hết, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.